Sáng nay, Công an Hà Nội đã có thông tin chính thức về vụ cháy nghiêm trọng tại ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vâng, thưa quý vị, hiện nay thì tôi đang có mặt tại hiện trường vụ cháy trên đường Trung Kính, quận Cầu Giấy. Được biết ngôi nhà bị cháy là ngôi nhà cho thuê trọ 3 tầng một tum. Tại hiện trường thì hiện nay lực lượng chức năng đã phong tỏa toàn bộ để phục vụ cho công tác điều tra. Sâu bên trong ngôi nhà thì cửa cổng và các đồ dùng ở trong nhà cũng như là các xác xe máy, xe đạp điện thì đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, hồi 0 giờ 46 phút ngày 24 tháng 5, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ số 1 hẻm 31 ngách 98, ngõ 43 đường Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy. Ngay khi nhận được thông tin, Công an thành phố đã điều động 50 cán bộ chiến sĩ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an thành phố và Công an quận Cầu Giấy, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Cầu Giấy, Công an Hòa khẩn trương đến hiện trường phối hợp các lực lượng khác của chính quyền và người dân địa phương tổ chức chữa cháy. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đám cháy đã thiêu rụi nhiều xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Các lực lượng đã tổ chức phá khóa cổng chính, phá ô cửa sổ, tiếp cận vào bên trong ngôi nhà và cứu được 7 người mắc kẹt. Trong đó có 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến 1 giờ 26 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Qua tìm kiếm, sơ bộ các lực lượng phát hiện 14 người tử vong, 3 người bị thương. Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.